Chúc cả nhà một ngày mới đầy năng lượng và vui vẻ. Hôm nay Nhật Cường có cuộc phỏng vấn với báo Vietnamnet vì lý do vắng mặt ở showbiz và ít tham gia game show trong thời gian qua, cùng một số dự án cuối năm và hai live show trong năm tới. Bây giờ đi đánh cho đi. Dạ, tâm xịt tâm rồi. Xanh đi với xanh. Quá hợp luôn ha. Chú ly trà đào đi. Bao nhiêu? Hai ly nhiêu? 40 à. Quay phim để thấy những gương mặt tài danh của nền quần vợt quốc gia đó. Có người ta tập tành như thế nào, nhớ xăm đẹp như thế nào. Đây huấn luyện viên của tôi, thấy không? Có ai bước rồi. Ô, ông anh tôi tới nè. Đó. Đây là chém dữ lắm đó nha. Đây, mình nghĩ hải quan. Phòng số 1, lưới số 1 luôn. Trong này là ổng là A đó. Có tôi với anh Ly là B thôi. Đánh riết cái bụng nó bự là hiểu. Là
nhất là Nhật Cường với đội trưởng Hưng và huấn luyện viên Minh Nhí với nghệ sĩ Duy Anh tỷ số 5-5. Ô, nghệ sĩ Tức Cương kia vẫn phong độ như ngày nào. Đây là quán cơm chay tín hiệu mà mình thích nhất, bởi vì không có đồ nấu sẵn, mà muốn ăn cái gì là có thực đơn, chúng ta sẽ tự ghi ra. Thích cái gì nấu nóng chín ăn tại chỗ. Chủ mấy người? Dạ hai người. Ghi đi. Dạ. Ở đây mà thường thường là mình thích ra cái món gọi là mắm chân rau sống. Thứ hai nữa là món tàu hũ kho sở. Món hai là canh chua. Thứ nữa là đậu bắp chất trên bàn. Hai anh em tôi ăn đều là những món mới chế biến xong, nóng ăn rất ngon. Đây là bát cơm chay tính nghĩa, bắt đầu của tôi. Mắt của em bây giờ chạy rồi, chỉ biết đi. Nói chung mục đích hôm nay là để bàn tới cái live show của Nhật Cường trong năm tới. Thì điều tiên hơi giới thiệu đây là Khoa Nguyễn, là người đồng hương của Nhật Trang Khánh Hoài với Nhật Cường ở đầu chương trình. Còn đây là người em kết nhẹ Minh Tuấn Mobile. Đây là bé Đại cũng vô tình tới chơi rồi gặp gỡ nói chuyện. Thì cái kế hoạch mà bé Cường làm live show sắp tới là thứ nhất là làm cái live show Nhật Cường Để Nhớ năm, là cái đó là một vở kịch hài dài được mang tên là Giang Hồ Phố, và cái live show 6 Nhật Cường Để Nhớ thì Nhật Cường với con Nguyễn là sẽ làm. Cái kế hoạch là làm giữa tháng 5, tưởng dàn dựng cũng như là về thiết kế sân khấu, về âm thanh ánh sáng để phục vụ cho một cái chương trình nó thật là ấn tượng, nghe và nhìn cho nó đã. Trong mấy năm qua đã không tham gia thì bởi vì đi du lịch suốt là để tập trung năm chục ID kịch bản, và bắt đầu đang sổ ra và để phục vụ hết cả năm này và năm sau. Anh Cường lần này quay trở lại quê hương là một dấu ấn. Khán giả Nha Trang fan nhiều lắm, chưa có bao giờ xem một live ở tại Nha Trang. Anh Cường biết anh làm cái live show ở Nha Trang. Lấy đồ tao cho Nam để làm một lần này. Đó làm live ra số ở Bến Thành Nhà Hát và Bình Chấm Động Sài Gòn. Và lần này mình làm luôn một lần là ở Sài Gòn, một cái live show ở Nhà Hòa Bình, và một tuần sau là tại Nha Trang. Là mình sẽ phục vụ hai nơi. Cái nơi mà anh Cường hoạt động chính là ở Sài Gòn, mà lần này
cũng mong muốn thích bao nhiêu rồi. Cho nên là hôm nay là một cái buổi chia sẻ review, review đầu tiên là khán giả fan Anh Cường, review đầu tiên, thứ hai nữa là khán giả tại quê hương Khánh Hòa, và review thứ ba nữa là những người anh em Khánh Hòa nha, nhớ ủng hộ nha. Nhưng mà nói chung gì nè, cái gì nó phải bí mật tí, giấu đúng rồi, đến cái lúc nào họp báo mới tiết lộ. Bây giờ hai em này hỏi nhiều quá bất công thì tôi nói lộ rồi đó. Chuyên tạo mẫu tóc riêng cho Anh Cường. Hớt xong thấy trẻ nó được 10 tuổi. Sơ cái trẻ măng ai mà đẹp trai vậy. Hiện nay đang ở studio của Quỳnh Đức đây, người em của tôi. Quỳnh Đức có thể cho biết địa chỉ ở đây là số mấy đường gì được không? 276 Nghĩa Bác, phường 6, quận Tân Bình. Hôm nay mình chụp tới 5 bộ đồ vest để chuẩn bị cho live show Nhật Cường cười để nhớ 5 và 6. Thôi Nhật Cường xin chia tay, quý vị nhớ subscribe theo dõi nha. Nhật Cường xin đa tạ.